Bộ Y tế ra công điện khẩn về phòng chống dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, giải trình tự gen xác định biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Công điện khẩn do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời. Đặc biệt, các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sớm phát hiện các ổ dịch chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, các bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của COVID-19, lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Các địa phương tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo đúng kế hoạch đề ra theo yêu cầu của chính phủ. Cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Lưu ý, ở các tỉnh thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch có lượng khách quốc tế cao. Cùng với đó, các địa phương cần ra soát, cập nhật các thông điệp và tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú khách du lịch và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức người dân với thông điệp thực hiện 2K, khẩu trang, khử khuẩn, và tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong văn bản, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng thực hiện công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch, có các phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. Trong đó, các địa phương chỉ đạo các cơ sở nhận khách lưu trú, bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19, thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch. Đối với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong khu vực quốc tế, hướng dẫn phối hợp với các địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các địa phương, đơn vị, chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm các trường hợp nguy cơ, trường hợp mắc bệnh để giải trình tự gen xác định các biến chủng, biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Chống tham nhũng, tiêu cực, là cuộc chiến không được chùn chân, mỏi gối. Kính thưa quý vị, cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta đang trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh điều này tại cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023. Họp báo do Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức. Cuộc chiến không khoan nhượng Theo ông Nguyễn Thái Học, cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, 2013-2023. Cuốn sách mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được đảng ta chỉ đạo giáo diết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép trùn chân mỏi gối và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và thuyết phục của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những điều này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa về các vấn đề xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ba phần của cuốn sách Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách được hoàn thành gồm 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không đảo ngược của Tổng Bí thư, đánh giá lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2013 đến nay. Bốn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và kết luận tại 36 phiên họp cuộc họp của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Tuyển chọn 22 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Công tác luôn được Tổng Bí Thư dành sự quan tâm đặc biệt, dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng trình đốn đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay, và 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong đó, có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ 20. Phần thứ 3, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tập hợp chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân 10 ý kiến của đại biểu quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống giặc nội xâm được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.